Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Mồ Dề nằm trên đỉnh núi cao của dãy Hoàng Liên Sơn, nhiệt độ giảm sâu chỉ từ 1 đến 3 độ C. Hơn 600 học sinh bán trú của trường đã tạm dừng mọi hoạt động học tập và đều được ở lại trường. Nhà trường cũng tăng cường 100% giáo viên trực bán trú để trông nom các em, đồng thời bổ sung thêm chăn ấm, nước ấm, các chất đạm, dinh dưỡng trong các bữa ăn để đảm bảo sức khỏe cho các em trong những ngày rét đậm. Các cái giải pháp để thực hiện công tác dạy và học trong những ngày giá rét này thì nhà trường cũng đã xây dựng cái kế hoạch cụ thể. Trong các cái ngày như hôm nay thì hoạt động cho các cháu là về các phòng ở, thế rồi là tổ chức cái vấn đề là học ở các tại phòng, có sự hướng dẫn của các thầy cô giáo để thực hiện công tác ôn tập. Đối với các cái phòng như hoạt động tập thể như là các khu nhà ăn thì ở tập trung, và trong đó thì có cho các cháu là xem một số cái kênh thông tin giáo dục để các em biết được các cái thông tin diễn biến trên địa bàn như địa bàn tỉnh Yên Bái và địa bàn Mù Căng Chải. Hôm nay là do trời rất lạnh nên em và các bạn được nhà trường cho nghỉ và được ở tại phòng bán trú, và do nhà xa nên chúng em ở tại phòng bán trú và được ngủ ở tại bán trú và được ăn uống đầy đủ. Phòng Giáo dục và Đào tạo Mù Căng Chải cũng đã chỉ đạo các nhà trường mầm non yêu cầu các giáo viên trực ở lại trường. Nếu phụ huynh vẫn đưa con em đến lớp thì phải tiếp nhận và tăng cường các biện pháp đảm bảo cho các em. Nhà trường còn phối hợp với các bí thư chi bộ của các thôn bản thông báo đến từng hộ gia đình trong bản để đảm bảo thông tin hai chiều giữa gia đình và nhà trường. Tập trung chỉ đạo các nhà trường trước hết là phải có các biện pháp rất cụ thể để phòng tránh rét cho học sinh. Trước hết là phải sửa chữa cơ sở vật chất, che chắn, tránh tình trạng để gió lùa, bổ sung chăn màn, áo ấm cho học sinh, đặc biệt là những học sinh có khó khăn. Chuẩn bị củi đốt để đốt sưởi cho học sinh nếu cần thiết. Ngành giáo dục huyện Mù Căng Chải đã cho 15 trường, bao gồm tiểu học và mầm non, nghỉ học để tránh rét. Nếu nhiệt độ tiếp tục xuống thấp, sẽ cho bậc trung học cơ sở nghỉ học để đảm bảo sức khỏe cho các em. Nhờ có sự chủ động trách nhiệm, chăm lo cho học sinh, nên các em học sinh tại trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Mù Căng Chải nói riêng vẫn đảm bảo sức khỏe. Mọi hoạt động học tập của các em sẽ được tiếp tục đến khi thời tiết ấm lên.